Có thể nói, mô hình nuôi dúi đem lại hiệu quả kinh tế cao và không còn xa lạ với người nông dân. Nhưng nuôi dúi gì dễ nuôi, đẻ sai và đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất? Trong chương trình hôm nay, Làm Giàu cùng chuyên gia kính mời quý bà con cùng kênh đến tham quan trại dúi mốc Đại Trung Quốc và má đào Thái Lan của trang trại anh Đỗ Văn Dũng tại Tuyên Quang. Sinh ra trong một gia đình thuần nông, anh Dũng hiểu được nỗi vất vả của gia đình cũng như người nông dân khi chăn nuôi con lợn, con gà, giá cả bấp bênh, lại hay dịch bệnh mà hiệu quả kinh tế thấp. Chính vì thế, anh luôn tìm tòi cho mình những hướng đi mới giúp cho kinh tế gia đình đi lên. Nhờ những nỗ lực không ngừng của bản thân, kinh nghiệm sau nhiều lần thử nghiệm những giống vật nuôi khác nhau, giờ đây anh đã có trong tay chuỗi trang trại động vật hoang dã, trong đó có trại dúi mốc Đại Trung Quốc và má đào Thái Lan. Đây cũng là nguồn thu nhập cao và bền vững mang về cho trang trại anh. Bà con cùng tìm hiểu về kỹ thuật nuôi hai giống dúi này của trang trại anh nhé. Vâng, tôi cũng xin chia sẻ về cái cách làm ở chuồng trại. Thì cũng có rất nhiều những bà con và những trang trại là đã làm cái ô chuồng, là có thể là người ta làm hẳn cái giá sắt kê cao lên, hoặc là làm cái chuồng như là cái phương pháp Trung Quốc. Trong cái đấy thì chúng tôi cũng đã thử qua rồi, thì thứ nhất là làm cái theo cái ô chuồng Trung Quốc, khi mình chăm sóc và mình vệ sinh thì nó rất chi là khó. Thứ hai là cái ô chuồng mà mình làm cái giá sắt mình đỡ lên thì mình phải cắt cái viên gạch để cho nó ở, để nó tọt phân ra, thì khi cái lượng thức ăn mình cho vào chuồng trại thì cái con dúi ăn thì nó sẽ rơi và nó sẽ thải xuống bên ra bên ngoài mất, thì nó rất chi là lãng phí. Thì từ đó là bên chúng tôi cũng đã từng làm qua rất loại chuồng trại rồi, thì nay tôi đã thấy là chỉ có một kiểu chuồng này là sẽ là hiệu quả nhất để bên trang trại chúng tôi áp dụng. Thì tôi cũng xin chia sẻ với bà con là thứ nhất mình dùng mua cái gạch 50 thôi. Về mình làm nó có hai cách. Thứ nhất là mình ghép những cái ô 50-50 này, mình dựng lên. Thế có thể là mình dán cái keo 502 vào góc này, mình dí tí giấy vào thì nó đứng định hình, để nó đứng lên. Thế sau đó mình dựng hết một cái dãy chuồng này rồi thì mình dùng cái keo silicone gắn gạch này, mình chỉ cần gắn vào 4 góc này thôi thì tương đối là nó chắc và nó không bị ảnh hưởng gì. Thì tôi thấy như là làm cái cách chuồng này nó là hiệu quả và tốt nhất. Và phương pháp thứ hai, khi mình đã có nhiều cái con giống và những con ấy rồi thì mình làm những cái ô chuồng to, ô chuồng tập thể, có thể một ô chuồng này mình làm rộng 2m2, hoặc là đây như này thì có thể là mình nuôi nhốt rất nhiều cá thể trong một ô chuồng. Thì cái con mốc này nó tương đối là hiền này, mình nuôi tập trung được. Và những cái ô chuồng đây là 1m2, đấy nó có cái cách như này thì cái chuồng nó nằm chẹt xuống đất. Thứ nhất là nó không bị lãng phí rơi thức ăn ra ngoài. Thứ hai là cái con dúi mùa đông nó không bị lạnh. Là cái cách làm chuồng của trang trại chúng tôi. Cái ví dụ mình có tận dụng được những cái trại lợn, trại gà của mình thì có thể là, hoặc là bà con làm mới, thì ví dụ làm mới thì mình chỉ cần xây vòng quanh lên khoảng 70 phân đến 1 mét thôi. Có thể là bên trên mình dùng cái lưới B40 mình căng, thế sau đó là bên ngoài mình dùng cái lưới đen mình che lại để cho nó đủ đảm bảo ánh tối, bóng tối và cái gió nó có thể là không bị thường xuyên lùa vào. Ví dụ mùa đông thì nó chắn gió rất chi là tốt, còn về mùa hè thì có thể là nó lại lưu thông cái không khí ở trong trại mình ra, nó sẽ sinh ra nó thoáng mát, thì trong trại nó rất chi là nhiệt độ của nó ổn định. Và cái bên trên này nếu mà phải vào là cái trại của bà con mà có gặp được vấn đề nóng thì có thể là mình dùng thêm cái lưới đen căng lên trên, giáp vào những cái tầng mái, có thể là để nó hạ nhiệt trên mái, có thể là hè nó trong trại của chúng ta thì có thể là mình cho cái nhiệt độ nó ổn định từ khoảng 34-35 độ trở xuôi thì nó đủ để đảm bảo để con dúi được phát triển rất tốt. Và tôi cũng xin chia sẻ với bà con là cái vấn đề này là rất là quan trọng này. Thứ nhất là cái con dúi này nó đã sống ở ngoài tự nhiên thì nó toàn sống ở những cái hang hốc, nó sẽ sống vào từng một cá thể thì nó tương đối là yên tĩnh, thì chỉ đến cái mùa giao phối thì nó mới tìm đến nhau. Thì khi mình đã mang con dúi này về đến trang trại, mình đã chăn nuôi, mình phần nhốt nó ở tại trang trại, thì cũng như tôi đã chia sẻ trên là mình nuôi nhốt vào những cái ô chuồng này thì nó có cái
ba cái vấn đề. Thứ nhất là mình phải dùng cái tấm ván này, mình đậy lên cái nóc chuồng của nó thì nó làm cho là mùa giữ ấm vào mùa đông và làm mát vào cho mùa hè. Và thứ ba là nó sẽ không trực tiếp cái ánh sáng ngoài tự nhiên nó soi vào cái con rúi, thì cái con rúi nó sẽ sống theo phát triển một cái cách tự nhiên của nó thì nó tương đối là tốt. Có rất nhiều bà con hiện đang muốn tìm hiểu và muốn bước sang chăn nuôi giống rúi này. Tuy nhiên, bà con vẫn còn nhiều bỡ ngỡ về kỹ thuật chăn nuôi rúi cũng như nuôi làm sao để đạt hiệu quả nhất. Anh có thể chia sẻ thật kỹ cho bà con kỹ thuật nuôi con rúi này từ khi sinh ra đến lúc chuẩn bị ghép đôi và vào sinh sản được không? Vâng, tôi cũng xin chia sẻ thêm. Khi bà con mà muốn chăn nuôi về cái con rúi này, thứ nhất là bà con phải tìm hiểu kỹ và nắm chắc về cái vấn đề kỹ thuật chăm sóc và chăn nuôi, thì bà con bước vào chăn nuôi thì nó sẽ vô cùng là thành công. Và tôi cũng xin chia sẻ là về cái vấn đề chăm sóc cái con rúi, thứ nhất là từ lúc nó đẻ ra và đến khi nó trưởng thành, và nó có từng bước như sau. Tôi cũng xin chia sẻ với bà con, đây là cái loại rúi nó mới được khoảng 3 tháng tuổi, mình vừa tách mẹ nó ra được một thời gian, thì mình vẫn ăn là tre ngô mía. Bình thường như có thể mình bổ sung thêm là cái cơm nguội, cái bột ngô, mình trộn, mình cho một chút vào cái bát này, cho nó ăn hàng ngày. Bởi vì cái con rúi này nó vẫn còn tương đối là non, thì nó vẫn còn đang vấn đề là tập ăn, thì có thể mình bổ sung cái đấy để cho nó thêm cái chất dinh dưỡng hàng ngày cho nó ăn để nó phát triển. Vâng, và đây là cái con rúi nó được 5 tháng tuổi của bên trang trại chúng tôi. Thì khi cái nó đã được vào cái 5 tháng tuổi này thì chúng ta sẽ, lúc đó chúng ta sẽ sàng lọc ra cái con nào đủ điều kiện để làm giống thì mình sẽ nuôi vào những ô chuồng nhốt như thế này. Còn cái con nào mà nó không đủ điều kiện để làm con giống thì có thể là mình nuôi tập trung lại để mình chăn theo một cái chế độ thương phẩm. Thì cái chế độ thương phẩm thì nó sẽ khác với cái chế độ của cái con rúi nuôi làm giống này. Thứ nhất là cái con rúi chăn làm giống này thì mình chỉ cần là chăn tre ngô mía hạt bình thường luôn, và cái cây cỏ voi, cây chít hoặc là củ sắn. Còn cái con thương để mình chăn làm thương phẩm thì có thể là mình hàng ngày mình vẫn chăn cơm và bột ngô mình chọn và mình cho ăn thường xuyên như thế thì nó sẽ phát triển tốt hơn và nó sẽ nhanh lớn, thì để là mình bán cái con rúi đó là con rúi thương phẩm. Và đây là cái con rúi hậu bị của chúng tôi và đã qua sàng lọc lần thứ hai. Thì từ cái con hậu bị này là nó chuẩn bị đến cái giai đoạn đi giống và vào phối giống cái nứa đầu, thì có thể là mình lại tiếp tục mình cho nó ăn thêm lên một chút, ví dụ như là có thể là mình lại tăng cường cái chất bột lên là cơm và bột ngô, mình lại chăn cho cái giai đoạn đến lúc nó đi giống thì để nó phát triển cho nó đầy đủ cái chất dinh dưỡng. Vâng, và đây là những cái con rúi bố mẹ đã của chúng tôi đã ghép đôi thành công. Và đây nó như thế này, là bà con chỉ cần nhấc đôi lên như thế này là biết đấy, bụng nó bầu to như thế này là mình đã ghép đôi, đã thành công, đã được rồi. Thì mình sẽ mang tách từ cái ô chuồng to này, mình mang những cái con cái này vào những cái ô riêng biệt ở bên trong này của chúng tôi để mình nhốt riêng nó ra từng con trên một ô chuồng 50-50 đấy, để nó ở trong đó nó yên tĩnh và nó sẽ sinh sản. Đây là cái vấn đề đặc biệt quan trọng nhất là bà con xin phải lưu ý này. Khi cái con rúi mình đã có bầu và mình đã tách vào cái khu riêng biệt này để mình cho nó sinh sản, thì bà con tuyệt đối là thứ nhất là không nên cho người lạ vào, thứ hai là mình cũng hàng ngày thì mình chỉ chăn nó bình thường xong là mình thôi, chứ mình không nên quấy rầy nó nhiều quá. Thì thứ nhất là để nó yên tĩnh, nó sinh sản, khi nó đẻ con non ra thì nó cái con này tương đối là nó sinh con. Nhất là người lạ vào là nó sẽ, một là nó gọi là phải vía thì nó sẽ sinh ra cắn con, hai là nó sẽ sợ nó cắp con, thì cái răng của con này nó tương đối là sắc thì nó cắp con, nó chạy đi giấu. Thì cái ô chuồng của mình nó nhỏ thì nó không chỗ nào giấu, thì nó cứ loanh quanh nó cắp nhiều thì cái răng nó sẽ vào, nó sẽ ảnh hưởng đến chảy máu của cái con nó ra, nó sẽ sinh ra chết một cái con giống của mình. Thì mình sẽ lưu ý về cái vấn đề là cái trại sinh sản của mình là như vậy. Theo anh, đối với những bà con muốn chăn nuôi con rúi, cần diện tích chuồng trại khoảng bao nhiêu
và nên đầu tư bao nhiêu các bạn? Còn nói chung là về cái vấn đề chuồng trại thì nó cũng không quan trọng là cái vấn đề rộng hay hẹp. Ví dụ bà con nào có từ khoảng 20 đến 30 mét vuông đổ lên là có thể mình đã tận dụng mình để chăn cái con này được rồi. Hoặc là bà con có những cái ô chuồng lợn, chuồng gà 1, 2, 300 mét vuông thì đấy là do điều kiện từng của bà con. Còn cái mức đầu tư để mà chăn cái con núi này thì nó theo như tôi là nó không nhất thiết là mình có bao nhiêu, có thể là mình đầu tư từ 20 cặp đến 30 cặp trở lên là nó có thể là nó đáp ứng được tương đương với một người như là đang đi làm công ty hoặc đi làm một cái nghề công việc bình thường nào đó rồi. Anh Dũng cho biết đây là giống dúi dễ nuôi, dễ chăm sóc, một năm một cặp dúi sinh sản đẻ 3 lứa, khấu trừ thất thoát đến khi trưởng thành anh tạm lấy ít nhất sẽ được 6 con, mỗi con từ 2 đến 2 cân rưỡi. Nhân với giá trang trại anh Dũng đang bao tiêu cho bà con từ 550 đến 600 nghìn 1 kg. Như vậy, một cặp dúi mang về cho bà con không dưới 5 triệu trên một năm. Bà con có thể cân nhắc bài toán kinh tế này để có thể lựa chọn mua bao nhiêu cặp dúi để đầu tư ban đầu để có thể đem đến lợi nhuận như mong muốn. Nếu bà con có ý định chăn nuôi, có thể trực tiếp trang trại chúng tôi sẽ được hướng dẫn và chia sẻ toàn bộ kỹ thuật chăm sóc và chăn nuôi cho bà con, và bên trang trại chúng tôi sẽ đồng hành trong suốt quá trình chăn nuôi của bà con, và chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ giấy tờ pháp lý cho bà con chăn nuôi. Ngoài ra bên trang trại chúng tôi sẽ có chế độ bao tiêu toàn bộ cái đầu ra. Trong quá trình chăn nuôi dúi, khâu chuẩn bị thức ăn là khâu quan trọng nhất để đảm bảo phòng bệnh cho dúi. Và tôi cũng xin chia sẻ bà con là cái khâu chuẩn bị thức ăn cho cái con dúi. Thứ nhất là cái cây mía này, nó có rất nhiều cái con dặn con dẹt thì mình phải nên là dùng cái cạo này. Mình cạo sạch cái vỏ giấy của nó đi. Đây, cạo đi, những cây mía tôi đã cạo đây. Bà con hàng ngày là trước khi chăn mình chuẩn bị mình phải cạo sạch cái này. Tôi hướng dẫn này, thì cái con dúi nó ăn vào thì nó sẽ không bị cái con dặn con dẹt vào bụng, thì nó sinh ra đau bụng thì có thể là nó sẽ bị đi ngoài. Cho nên là mình chuẩn bị cái khâu thức ăn này là cái khâu quan trọng nhất, là để mình phòng bệnh và ngừa bệnh cho nó luôn. Thì gần như con dúi của mình trong suốt quá trình chăn nuôi thì nó sẽ không ảnh hưởng gì. Cái cây mía mình phải cạo sạch. Sẽ cắt ra như thế này. Cổ phần của nó ăn hàng ngày là một khúc tre như thế này. Bà con nên trẻ ra làm tư. Đấy. Có một ngày của nó, cổ phần của nó vào buổi chiều tối. Và cái cây mía. Đến đây, bà con cứ cho nó ăn từ 7 đến 8 cm trên một con trên một ngày. Tôi hướng dẫn cho bà con để biết cái cách chuẩn bị cái khâu thức ăn. Đấy là khẩu ăn của mỗi con một ngày, và cái dùng cái ngô nữa. Đấy, có thể tôi dẫn qua cho bà con xem. Chè này, mía này, bà con được thả vào chuồng bình thường. Và ngô thì mỗi một con bà con cho ăn khoảng được chục hạt, hơn chục hạt như là trên một ngày thôi, thì nó ăn không hết nhiều đâu. Đó. Mình cứ cho vào các cái góc chuồng của nó này.
Hiện tại, con dúi đang được thị trường đón nhận với nhu cầu rất cao. Với những thông tin và chia sẻ của anh Dũng ở trên, kênh Làm Giàu cùng chuyên gia hy vọng bà con và quý vị khán giả có thêm nhiều thông tin, kinh nghiệm lựa chọn cho mình một mô hình phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình mình. Quý bà con muốn tham quan, học hỏi vui lòng liên hệ cho anh Dũng theo số điện thoại 0965780919. Và để được tiếp tục theo dõi những chia sẻ tiếp theo, quý bà con vui lòng nhấn đăng ký kênh, like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại bà con ở các video tiếp theo.